việc Quốc hội bầu lại Chủ tịch nước là thách thức không nhỏ với Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong phiên họp bất thường lần thứ 8 vào ngày 26 tháng 8, Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng mới cho nhiệm kỳ 2021-2026. Giới quan sát xem đây là một đợt cải tổ nhân sự tương đối lớn sau khi ông Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư. Đáng chú ý, vào cuối phiên họp bất thường trên, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết thêm, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước mới vào tháng 10 tới đây, trong kỳ họp Quốc hội thường niên. Đây là thông tin chấm dứt các đồn đoán lâu nay về việc ông Tô Lâm có từ bỏ chức Chủ tịch nước hay không. Đây là điều mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn không muốn. Nếu không được giữ chức Chủ tịch nước thì nó sẽ cản trở rất lớn cho các hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư và vai trò người thống lĩnh các lực lượng vũ trang sẽ không thuộc về ông. Theo một số nhận xét được chia sẻ, cho thời điểm hiện nay, mọi chủ trương hay ý đồ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều được cụ thể hóa trên thực tế một cách nhanh chóng và khó có thể đảo ngược. Cũng theo giới quan sát quốc tế, lý do lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tạm thời ưu ái để cho ông Tô Lâm đóng một lúc hai vai trò là nhằm tạo điều kiện cho Tô Lâm trong chuyến công du Trung Quốc vào trung tuần tháng 8 vừa qua, cũng như chuyến đi Hoa Kỳ dự kiến từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 9 sắp tới. Trong chuyến thăm Bắc Kinh, hai vai trò giúp ông Tô Lâm có vị thế ngang hàng, đồng cấp với ông Tập Cận Bình, còn tư cách Chủ tịch nước giúp ông dự phiên họp khóa 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và có thể kết hợp gặp gỡ giới chức lãnh đạo Hoa Kỳ. Trong khi tập thể Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng đòi hỏi phải duy trì nguyên tắc có sự phân quyền trong tổ chức và lãnh đạo, với lý do để tránh tập trung quyền lực quá lớn vào một cá nhân dẫn đến tình trạng độc đoán, độc tài như thời ông Tổng Bí thư Lê Duẩn. Điều đó là trái với tinh thần lãnh đạo tập thể. Ngoài ra, xét về bề dày kinh nghiệm và các chuẩn mực của lãnh đạo tối cao, ông Tô Lâm được đánh giá là người có hồ sơ lãnh đạo cấp cao khá mỏng. Các đời Tổng Bí thư gần đây đều đã làm trọn một nhiệm kỳ 5 năm trong tứ trụ hoặc trên cương vị thường trực Ban Bí thư. Trong khi đó, ông Tô Lâm chỉ mới được bầu vào tứ trụ vào hồi trung tuần tháng 5 năm 2024. Nghĩa là ông chưa phục vụ chọn một nhiệm kỳ với tư cách là Chủ tịch nước, nhưng ông vẫn được chọn kế nhiệm Tổng Bí thư. Đây là điều trái với quy định số 274 về tiêu chuẩn trở thành người lãnh đạo của Đảng. Những điều việc ở trên cho thấy nội bộ Đảng đã chịu một sức ép rất lớn sau khi ông Tô Lâm lên cầm quyền, cũng như nội bộ Đảng chưa có được sự đồng thuận theo kiểu nhất hồ bá ứng. Theo một số ý kiến, ông Tô Lâm trên cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước bị đánh giá là đang ở trong bối cảnh thập diện mai phục. Ông và phe cánh đã và đang phải đối diện với một tình thế nội công ngoại kích của một số cá nhân và phe cánh trong Đảng. Những người này đang nỗ lực chống lại ý định trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa của Trung Quốc của ông Tô Lâm. Trong nhiều sự vụ gần đây, người ta thấy ông Tô Lâm đã phải đặt vấn đề bàn thảo các phe cánh khác nhau để tạo sự đồng thuận. Thậm chí Tổng Bí thư Tô Lâm phải chấp nhận tháo lui dự kiến bố trí Bí thư Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa sang làm Bộ trưởng Bộ Tài chính là một ví dụ. Tuy nhiên, từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 14 còn có 16 tháng. Đó là thời gian để các cá nhân, phe cánh trong Đảng nỗ lực đảo ngược lại tình thế. Cũng như thế, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ bằng nỗ lực cao nhất của mình để khẳng định quyền lực độc tôn. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin việc Quốc hội bầu lại Chủ tịch nước là thách thức không nhỏ với Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Mượn cớ cờ vàng để truy sát các nghệ sĩ. Bàn về sự khác biệt, người Việt từ xưa đến nay có câu bàn tay còn có ngón dài, ngón ngắn. Nói theo thời hiện đại, câu này ngụ ý thừa nhận cá tính của đa nguyên xã hội. Trong một xã hội dân chủ văn minh, đa số công dân đều biết chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt. Thời gian gần đây rộ lên các chuyện nghệ sĩ đã từng biểu diễn ở các sàn sân khấu có lá cờ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đây là vấn đề được coi là nhạy cảm tại Việt Nam, nơi mà Đảng Cộng sản
và chính quyền của họ luôn cáo buộc những người của chế độ cũ là thế lực thù địch ở nước ngoài âm mưu chống phá nhà nước. Đó là lý do những sự việc liên quan đến mối quan hệ giữa quốc nội và hải ngoại luôn sọc sạch, mà lá cờ vàng ba sọc đỏ thường gây ra những phản ứng mạnh mẽ khác nhau giữa người dân và chính quyền. Việc các nghệ sĩ ở Việt Nam ra nước ngoài hay nghệ sĩ ở hải ngoại về Việt Nam biểu diễn là chuyện thường ngày ở huyện, như trao đổi qua lưu diễn nghệ thuật là chính đáng. Do đó, việc nhà nước chỉ trích, thậm chí là xử lý những nghệ sĩ từng biểu diễn ở Hoa Kỳ với lý do là dính đến vấn đề nhạy cảm về chính trị, khiến cho công luận bất bình cũng là điều dễ hiểu. Có thể kể ra như chuyện vợ chồng nghệ sĩ siếc Quốc Nghiệp và nữ ca sĩ Ngọc Mai bị phê phán, chỉ trích vì xuất hiện cùng lá cờ ba sọc tại Mỹ, hay chuyện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị đình chỉ biểu diễn trong 9 tháng vì đeo cái gọi là huy hiệu giống biệt công bội tình của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Mới đây, vì sự cấm biểu diễn hay cấm phát sóng như các chương trình giải trí của các đài truyền hình, hàng loạt các danh tài trong nước từng lỡ xuất ngoại biểu diễn phải chủ động sám hối để được nhẹ tội. Như ca sĩ Phạm Khánh Hưng, Maria Trần, Tóc Tiên, v.v. đã phải lên tiếng xin lỗi kèm theo những lời giải thích đầy bi ai, cho biết rằng họ cũng vì miếng cơm manh áo và hoàn toàn không liên quan đến quan điểm chính trị hay chống phá nhà nước. Vấn đề phân biệt cờ vàng, cờ đỏ nhiều lần đã khiến cho mạng xã hội người Việt Nam nổi sóng. Theo giới quan sát, vì nước Mỹ là nơi cưu mang các nạn nhân của sự đàn áp về nhân quyền và tự do tôn giáo lớn nhất thế giới, ở đó các cộng đồng người tị nạn của các quốc gia nói chung hay cộng đồng người Việt nói riêng đều có quyền lựa chọn màu cờ hay biểu tượng đại diện cho họ. Đây là các quyền hợp pháp. Lá cờ vàng ba sọc đỏ là di sản, là ký ức của nhiều thế hệ người Việt ở hải ngoại, cần được tôn trọng. Hơn nữa, những người thuộc thế hệ tị nạn đầu tiên vốn hăng say chống cộng nay cũng đã gần đất xa trời. Nhà nước Việt Nam chủ trương chỉ trích, xử lý đối với các nghệ sĩ từng biểu diễn ở Hoa Kỳ với lý do dính đến cờ vàng, thực chất là hành động truy sát các nghệ sĩ. Đây là một chủ trương hết sức sai lầm của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Công luận thấy rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài từng được Đảng gọi là khúc ruột ngàn dặm. Họ chính là nguồn tài chính hùng hậu cho Việt Nam với số ngoại tệ gửi về mỗi năm bình quân khoảng gần 20 tỷ đô la. Trong vòng 30 năm, số ngoại tệ của người Việt Nam ở nước ngoài gửi về đúng bằng tổng số vốn đầu tư nước ngoài giải ngân trong nước. Một vấn đề nữa mà công luận nhấn mạnh, thay vì cúi đầu để sám hối trước bạo quyền, thì các nghệ sĩ, ca sĩ cần ý thức được rằng trong luật pháp Việt Nam không hề có bất cứ điều luật nào cấm cờ vàng ba sọc đỏ. Và cho tới nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng không có ban hành một thông tư, nghị định hay một văn bản dưới luật cấm các nghệ sĩ biểu diễn nếu sân khấu có sử dụng cờ vàng ba sọc đỏ. Đó là các quyền lợi hợp pháp của các văn nghệ sĩ Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin mượn cớ cờ vàng để truy sát các nghệ sĩ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đang toàn tính điều gì? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.